Một chiều đi trên con đường này, hoa đi vàng trải dưới chân tôi, ngập ngừng trong tôi như thầm hỏi đường về trường tôi sao lạc quan. Một lần đi qua con đường này, bao kỷ niệm chợt sống cho tôi, về lại trong sân ngôi trường này, còn đâu đây nỗi nhớ vô bờ. Tiếng nói thầy cô chắp cánh ta bay bay vào cuộc sống. Nhớ nhớ mỗi mùa thi qua là một lần ghi dấu trong cuộc đời. Nhớ ghế đá hàng cây là bạn cùng tôi mỗi lần đến trường. Trên con đường này, hoa đi vàng trải dưới chân tôi, ngập ngừng trong tôi như thầm hỏi đường về trường ôi sao lạ quá. Một lần đi qua con đường này, bao kỷ niệm chợt sống cho tôi, về lại trong sân ngôi trường này, còn đâu đây nỗi nhớ vô bờ. Nhớ tiếng nói thầy cô chắp cánh ta bay bay vào cuộc sống. Nhớ nhớ mỗi mùa thi qua là một lần ghi dấu trong cuộc đời. Nhớ ghế đá hàng cây làm bạn cùng tôi mỗi lần đến trường. Con đường này hoa đi vàng trải dưới chân tôi, ngập ngừng trong tôi như thầm hỏi đường về trường ôi sao lạ quá. Một lần đi qua con đường này, bao kỷ niệm chợt sống trong tôi, về lại trong sân ngôi trường này, còn đâu đây nỗi nhớ vô bờ. Tiếng nói thầy cô chắp cánh ta bay bay vào cuộc sống. Nhớ nhớ mỗi mùa thi qua là một lần ghi dấu trong cuộc đời. Nhớ ghế đá hàng cây là bạn cùng tôi mỗi lần đến trường. Nhớ mãi ngày chia tay nụ cười còn xa xuyến lòng ai. Cùng bạn bè đến những miền xa, nhớ mãi ngày chia tay nụ cười còn xa xưa. Chương trình lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường Trung học Cơ sở Ngô Quyền và 40 năm ngành Nhà giáo Việt Nam hôm nay xin phép được bắt đầu. Mở đầu chương trình, xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu, các vị khách quý, thầy cô giáo cùng các thế hệ học sinh sẽ cùng hướng lên sân khấu để thưởng thức tiết mục âm vang Trống Hội Ngô Quyền chào mừng lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường Trung học Cơ sở Ngô Quyền và 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Xin trân trọng kính mời.
chúng hội Ngô Quyền đã rộn rã vang lên chào mừng 60 năm xây dựng và trưởng thành. 60 năm với biết bao thành tích đáng tự hào của ngôi trường mang tên về anh hùng dân tộc Ngô Quyền và ta yêu mến. Với những tháng ngày bên ngôi trường này, ta lớn nhanh vô cùng bao năm tháng. Với những tháng ngày vây bên cô bên thầy, mãi khi không bao giờ nhạt phai. Những câu hát ấy đã âm vang qua bao thế hệ học sinh. Ngôi trường thân yêu của chúng ta đã nuôi dưỡng ước mơ của bao thế hệ học sinh. Ngôi trường này chính là ngôi nhà thứ hai của các em. Các thầy, cô giáo, cô giáo chính là những người cha, người mẹ thứ hai của các em. Và bạn bè chính là em chị em mến thân. Tiếp tục chương trình, xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu, các vị khách quý, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các thế học sinh sẽ đến với màn hát múa Em yêu Ngô Quyền bao mến thương, gồm các tác phẩm Múa ngôi trường của em, Biên đạo Minh Huyền, các khúc Em yêu ngôi trường của em, nhạc và lời cô giáo Phan Thế Nga, các khúc Ngô Quyền bao mến thương, cô giáo Nguyễn Minh Hằng và biểu diễn đội văn nghệ trường trung học cơ sở Ngô Quyền. Xin trân trọng kính mời.
trọng cảm ơn Ban Chủ hội và Tiết mục Văn hóa đặc sắc của các em học sinh. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu, các vị khách quý, các thầy cô giáo và các thế hệ học sinh sẽ đến với nghi lễ rước đuốc truyền thống. Cô xin mời học sinh toàn trường đứng lên. Nghiêm, lễ diễu hành bắt đầu. Đang tiến vào lễ đài là đội hồng kỳ với 20 lá cờ đỏ tượng trưng cho niềm tin quyết chiến quyết thắng. Màu đỏ như sáng là màu của tương lai và hy vọng. Màu cờ tiếp thêm cho chúng ta khí thế hăng say bước trên các chặng đường phía trước. 20 lá cờ đỏ đang bừng lên ngọn lửa như năm xưa. Ngọn lửa truyền thống hôm nay khi sáng người trên tay 20 bạn học sinh đại diện cho những đội viên ưu tú đội thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh của liên đội trung học cơ sở Ngô Quyền. Các em mãi là một ước sáng trong học tập cũng như trong công tác đội. Tự hào biết mấy khi đứng nơi đây dưới bóng cờ rực rỡ, những thành tích đáng ghi nhận của trường trung học cơ sở Ngô Quyền đã góp một phần không nhỏ vào thành tích chung của quận Hai Bà Trưng và của thành phố Hà Nội. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với nghi lễ rước đuốc truyền thống. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên trên sân khấu các thầy cô giáo là hiệu trưởng của trường trung học cơ sở Ngô Quyền qua các thời kỳ. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời thầy giáo Nguyễn Xuân Phong, thầy hiệu trưởng đầu tiên của nhà trường. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời cô giáo Nguyễn Thị Minh Thu, nguyên hiệu trưởng nhà trường. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời cô giáo Nguyễn Minh Hoa, nguyên hiệu trưởng nhà trường. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời thầy giáo Phạm Trường Lưu, nguyên hiệu trưởng nhà trường. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Tuyết Minh, hiệu trưởng nhà trường. Xin trân trọng kính mời thầy cô giáo sẽ lên trên sân khấu để thực hiện nghi lễ rước đuốc truyền thống. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, kính thưa thế hệ nhà giáo, thưa toàn thể suốt 60 năm qua, thầy và trò trường trung học cơ sở Ngô Quyền đã không ngừng phấn đấu, dạy tốt, học tốt để thắp lên ngọn lửa truyền thống vẻ vang của nhà trường. Hôm nay, ngọn đuốc rực sáng tình thầy trò, tình yêu với mái trường Ngô Quyền đang cháy sáng. Chúng ta hãy cùng hướng về ngọn lửa thiêng, ngọn lửa truyền thống của trường trung học cơ sở Ngô Quyền. Đi đầu là em Nguyễn Tuấn Hưng, học sinh lớp 9E, đội tuyển học sinh giỏi thành phố, đang dâng cao tấm logo Ngô Quyền 60 năm niềm tin và khát vọng. Tiếp theo, ngọn lửa truyền thống đang được em Đào Bình Dương, học sinh lớp 9E, đạt huy chương bạc các môn võ tại Đại hội Thể dục Thể thao cấp thành phố. Em Nghiêm Tuấn Minh, lớp 9D, em Nguyễn Phú Bắc, lớp 9D, học sinh giỏi dự thi cấp thành phố, đại diện cho những học sinh tiêu biểu của nhà trường đã rước đuốc lên đài. Và bây giờ, ngọn lửa truyền thống đang được thắp sáng bởi thầy giáo Nguyễn Xuân Phong, thầy hiệu trưởng đầu tiên lớp học 1962-1963. Thầy là người đã đặt nền móng đầu tiên cho ngôi trường 60 năm tuổi này. Tiếp theo là nhà giáo Nguyễn Thị Minh Thu với hơn 30 năm công tác, 8 năm là hiệu trưởng. Cô là người đã đưa nhà trường liên tục đạt tập thể xuất sắc, nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Cô là hiệu trưởng nhà trường từ năm 1999 đến năm 2007. Cô luôn tâm huyết, tích cực xây dựng nhiều hoạt động và phong trào phát triển nhà trường. Tiếp đến là nhà giáo Nguyễn Minh Hoan với hơn 30 năm công tác, 5 năm làm hiệu trưởng. Cô là người đã đưa nhà trường vào nhiều thứ nhất, để xuất sắc và nhận huân chương lao động hạng ba, tổ chức kỷ niệm 50 năm của nhà trường. Cô là hiệu trưởng nhà trường từ năm 2007 đến năm 2012. Cô luôn tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm và đưa nhà trường phát triển. Tiếp theo là nhà giáo Phạm Trường Lưu, thầy là hiệu trưởng của nhà trường từ năm 2012 đến năm 2018. Thầy đã đưa nhà trường đạt nhiều thành tích cao, đẩy mạnh các phong trào thể dục thể thao, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2013. Và tiếp đến là nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Tuyết Minh, hiệu trưởng nhà trường từ năm 2018 đến nay. Cô là một nhà quản lý tâm huyết, sáng tạo, trí tuệ, thân thiện, có tầm nhìn tiếp tục với sự phát triển trong tình hình mới. Cô đang tiếp tục đốt sáng ngọn đuốc hào hùng linh thiêng của trường trung học cơ sở Ngô Quyền 60 năm, một chặng đường vinh quang.
lửa. Ngọn lửa ấy thể hiện sự quyết tâm của thầy và trò trường trung học cơ sở Ngô Quyền luôn giữ vững và phát huy các truyền thống đã đạt được trong suốt hành trình 60 năm xây dựng và phát triển. Xin trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo và các em học sinh đã thực hiện nghi lễ dựng đúc truyền thống. Xin trân trọng cảm ơn các thầy cô. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu, các vị khách quý, các thầy cô giáo và các thế hệ học sinh kính lên chuẩn bị đại lễ chào mừng. Quận Hai Bà Trưng. Xin trân trọng
trọng giới thiệu có bà Trần Thị Kim Oanh, Bí thư Đảng ủy phường Quỳ Lôi. Xin trân trọng giới thiệu ông Đỗ Quốc Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quỳ Lôi. Và xin trân trọng giới thiệu nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Thức Minh, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường. Đến dự buổi lễ kỷ niệm hôm nay còn có các đồng chí là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các phòng ngành thuộc quận, các đồng chí là chuyên viên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng, các đồng chí là trưởng công an phường và trưởng công an các đoàn thể phường Quỳnh Lôi, đại diện ban giám hiệu các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn quận, các thầy cô giáo nguyên là hiệu trưởng, hiệu phó của nhà trường qua các thời kỳ, các thế hệ nhà giáo, các thế hệ học sinh qua các thời kỳ, đại diện cha mẹ học sinh của trường và của các lớp, các đơn vị liên kết với nhà trường, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí đã đến chúc mừng và đưa tin. Một lần nữa, chúng ta hãy nhiệt liệt chào đón các quý vị đại biểu và xin kính chúc các vị đại biểu khỏe. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các thế hệ nhà giáo, các bậc phụ huynh, các thế hệ học sinh thân mến. Hôm nay, trường Trung học cơ sở Ngô Quyền long trọng tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập trường và 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam. Thay mặt cho Hội đồng Giáo dục nhà trường, tôi xin trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu khách quý, các thế hệ nhà giáo, các bậc phụ huynh, các thế hệ học sinh lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các thế hệ nhà giáo, các bậc phụ huynh, các thế hệ học sinh. Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền được thành lập năm 1962. Trường vinh dự được mang tên vị anh hùng dân tộc Ngô Quyền, người là một trong 14 vị anh hùng dân tộc tiêu biểu của đất nước Việt Nam. Khi trường mới thành lập, có tên gọi là trường cấp 1-2 Ngô Quyền. Thầy hiệu trưởng đầu tiên là thầy Nguyễn Xuân Phong, thầy phó hiệu trưởng là thầy Phạm Huy Toàn, thầy tổng phụ trách là thầy Phạm Văn Lùng, cùng các thầy cô giáo như thầy Lê Văn Nhân, Nguyễn Phúc Tích, cô Hoàng Thúy Nga, cô Nguyễn Thu Hương, v.v. Từ năm 1965 đến năm 1968, Mỹ ném bom phá hoại miền Bắc, nhà trường phải đóng cửa, cán bộ, giáo viên và học sinh đi sơ tán ở nhiều nơi. Năm 1969, mặc dù chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ chưa kết thúc, nhưng vì ở Hà Nội nói chung và quận Hai Bà Trưng nói riêng, có một số học sinh và giáo viên không có điều kiện đi sơ tán. Do vậy, Hà Nội đã mở lại một số trường để gom các em học sinh và giáo viên đến trường tiếp tục học tập, trong đó có trường cấp 1-2 Ngô Quyền, quận Hai Bà Trưng. Năm 1973, đế quốc Mỹ đã chấm dứt ném bom phá hoại ở miền Bắc. Học sinh và giáo viên đi sơ tán ở nhiều nơi được trở về trường tiếp tục học tập. Năm 1975, do học sinh nhà trường đông nên trường cấp 1-2 Ngô Quyền được tách thành hai trường là trường cấp 1-2 Ngô Quyền A học buổi sáng, trường cấp 1-2 Ngô Quyền B học buổi chiều. Năm 1993, trường cấp 1-2 Ngô Quyền A và B đổi thành trường phổ thông cơ sở cấp 2 Ngô Quyền, nhận học sinh từ lớp 6 đến lớp 9, và trường phổ thông cơ sở cấp 1 Ngô Quyền, nhận học sinh từ lớp 1 đến lớp 5. Năm 1995, trường phổ thông cơ sở cấp 2 Ngô Quyền được đổi tên thành trường Trung học cơ sở Ngô Quyền cho đến ngày nay, theo quyết định số 347/QĐ-TC ngày 25 tháng 7 năm 1995, quyết định của Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các thế hệ nhà giáo, các bậc phụ huynh, các thế hệ học sinh thân mến.
60 năm qua, 60 thế hệ học sinh đã trưởng thành. Nhiều người đã trở thành giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư, nghệ sĩ, nhà lãnh đạo, nhà doanh nghiệp. Nhiều người đã trở thành công nhân, nông dân, thợ thủ công giỏi, đem trí tuệ, tài năng và nhiệt huyết cống hiến trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, kể đến cựu học sinh Ngô Thị Quỳnh Anh, niên khóa 1981-1984, hiện đang là Phó Cục trưởng Hợp tác Quốc tế và Tương trợ Tư pháp Hình sự Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao. Cựu học sinh Phạm Tuấn Hải, niên khóa 1982-1985, vua đầu bếp Việt Nam, hiện là Chủ tịch Tập đoàn Family Show Việt Nam. Cựu học sinh Triệu Trung Kiên, niên khóa 1984-1987, là Giám đốc Nhà hát Cải Lương Việt Nam. Học sinh Nguyễn Hồng Nghiệp, niên khóa 1984-1987, là một trong những doanh nhân thành đạt. Học sinh Trịnh Quốc Chiến, niên khóa 1987-1991, hiện là cơ trưởng hãng hàng không Việt Nam Airlines. Học sinh Nguyễn Thị Ngọc Hường, niên khóa 1990-1994, đang là giảng viên của trường đại học Bên Úc. Học sinh Nguyễn Thị Bích Ngà, niên khóa 1987-1991, hiện là tổng thư ký kiêm tránh văn phòng Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam. Học sinh Cao Thái Sơn, niên khóa 1996-1999, đang là top 10 ca sĩ được yêu thích nhất của Việt Nam và rất nhiều học sinh khác nữa. Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, của ngành giáo dục, sự quan tâm, đồng hành của cha mẹ học sinh, của nhân dân địa phương, sự gắn kết đội ngũ các thế hệ nhà giáo, vượt qua khó khăn bằng ý chí, nghị lực, lương tâm và trách nhiệm, nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trường chuẩn quốc gia Trung học cơ sở Ngô Quyền đã khẳng định được vị thế là một trong những điểm sáng của ngành giáo dục đào tạo quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Nhà trường nhiều năm đạt tập thể lao động xuất sắc. Năm học 2003-2004, 2004-2005 được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tặng bằng khen. Năm học 2021-2022, năm học 2005-2006 được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Năm học 2006-2007 được Ủy ban Nhân dân thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc. Năm học 2010-2011 được Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng 3. Năm học 2022-2023, thầy và trò thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập trường và 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam. Trong đó tiêu biểu có 13 học sinh được vào đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp thành phố. Nhà trường đang trình hội đồng thi đua khen thưởng các cấp đề nghị tặng bằng khen của Bộ Giáo dục Đào tạo. Năm học 2022-2023 và những năm học tiếp theo, với phương châm dạy học sinh trưởng thành từ ba gốc: đạo đức, trí tuệ và nghị lực, chắc chắn nhà trường sẽ đào tạo ra những công dân vừa có tài, vừa có đức, vừa có nghị lực, luôn khát vọng cống hiến, góp phần phát triển đất nước phồn vinh và hạnh phúc. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, kính thưa các thế hệ nhà giáo, các bậc phụ huynh và các thế hệ học sinh thân mến, trong buổi lễ long trọng này, thay mặt cán bộ quản lý, các nhà giáo và các em học sinh hiện đang công tác và học tập tại trường, con xin trân trọng cảm ơn các nhà giáo lão thành, những người đã đặt nền móng đầu tiên cho ngôi trường này. Xin trân trọng cảm ơn các thế hệ nhà giáo, những người đã cùng hội ngộ trên mảnh đất Quỳnh Lôi thân yêu, để cùng nhau làm nên một trang sử Trung học cơ sở Ngô Quyền, 60 năm một chặng đường vinh quang. Chúng con xin gửi lời tri ân tới các hương linh, các cựu nhà giáo, cựu học sinh vì tiếng gọi linh thiêng của Tổ quốc, họ đã gác bút nghiên lên đường đứng dậm và đã anh dũng hy sinh để cho chúng con có được cuộc sống bình an, hạnh phúc như ngày hôm nay. Chúng con vô cùng biết ơn và tự hào khi được học tập và công tác tại ngôi trường Trung học cơ sở Ngô Quyền thân yêu này. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Bộ Giáo dục Đào tạo, Ủy ban Nhân dân, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hà Nội, Quận ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Phòng Giáo dục Đào tạo quận Hai Bà Trưng, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Công an phường Quỳnh Lôi đã luôn quan tâm, động viên, giúp đỡ nhà trường. Trân trọng cảm ơn các đồng chí hiệu trưởng,
Phó Hiệu trưởng đại diện cho các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chia sẻ, giúp đỡ. Trân trọng cảm ơn các bậc phụ huynh luôn đồng hành với nhà trường. Trân trọng cảm ơn các thế hệ học sinh đã cố gắng học tập và rèn luyện phấn đấu hết mình, mang lại niềm tự hào cho gia đình, nhà trường, làm rạng danh cho quê hương đất nước. Xin trân trọng cảm ơn các cá nhân, đơn vị đã hỗ trợ. Cảm ơn công ty văn hóa và truyền thông Tuệ Minh. Cảm ơn câu lạc bộ, các đơn vị liên kết đã đến chúc mừng và tặng hoa cho nhà trường. Cảm ơn Đài Truyền hình Hà Nội, các cơ quan thông tấn, báo chí về dự và đưa tin cho nhà trường. Một lần nữa, thay mặt cho Hội đồng Giáo dục nhà trường, tôi xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu khách quý, các thế hệ nhà giáo, các bậc phụ huynh, các thế hệ học sinh luôn mạnh khỏe. Chúc cho buổi lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường Trung học cơ sở Ngô Quyền và 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam hôm nay thành công rực rỡ. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền đã có rất nhiều thành tích đáng tự hào, đó là huân chương lao động hạng 3, tập thể lao động xuất sắc, trường chuẩn quốc gia, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Và ngày hôm nay, chúng tôi vô cùng vinh dự khi được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu ông Nguyễn Văn Nam, thành ủy viên, bí thư quận ủy Hai Bà Trưng sẽ lên sân khấu để trao tặng danh hiệu cho nhà trường. Xin trân trọng kính mời ông. Xin trân trọng kính mời nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Đức Minh, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường sẽ lên trên sân khấu để đón nhận danh hiệu. Xin trân trọng kính mời. Cha mẹ học sinh, các
các nhà giáo cùng và toàn xã hội đã đem lại cho các thầy giáo, cô giáo biết bao niềm vui, vinh dự và tự hào. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, trường trung học cơ sở Ngô Quyền nằm ở phía nam của thủ đô Hà Nội, thuộc quận Hai Bà Trưng, là vùng đất có lịch sử lâu đời. Năm 1960, trường được xây dựng trên nền đất lúa của làng Quỳ Lôi, trong đó có hợp xã nông nghiệp Quỳ Lôi. Trường mới xây dựng có tên là trường cấp 1 Hai Ngô Quyền. Năm 1902, trường khánh thành và đi vào hoạt động. 6 thập kỷ xây dựng và trưởng thành, mặc dù cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn và khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương, cô và trò trường trung học cơ sở Ngô Quyền luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ những ngày đầu trường còn nghèo nàn với những lớp học tranh tre nứa lá, nay nhà trường đã có một cơ ngôi khang trang, khung cảnh sư phạm sạch đẹp, đáp ứng nhu cầu dạy và học. Từ mái trường này, bao thế hệ sinh đã trở thành, nhiều học sinh đã trở thành những người lao động giỏi trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Có nhiều học sinh tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ và mặt trận phía Bắc và Tây Nam của Tổ quốc, anh dũng hy sinh và để lại một phần xương máu của chiến trường vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Nhiều học sinh đã phấn đấu trong học tập và lao động, trở thành các tiến sĩ khoa học, thạc sĩ, kỹ sư, nhà giáo, cán bộ quản lý, các nhà doanh nghiệp thành đạt, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng thủ đô của đất nước trong thời kỳ đổi mới. Những năm qua, nhà trường luôn nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài của địa phương, góp phần vào công cuộc đổi mới của đất nước và quốc tế. Trong năm gần đây, được sự quan tâm của thành phố và quận, với những cố gắng nỗ lực của ngành giáo dục và đào tạo quận, của thầy và trò trường trung học cơ sở Ngô Quyền đã từng bước hoàn thiện những cơ sở vật chất, quy mô trường lớp. Năm 2013, trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, của trường vinh dự được nhà nước tặng huân chương lao động hạng 3 năm 2011, và năm 2022 được ủy ban nhân dân thành phố tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Niềm vinh dự và tự hào này trước hết thuộc về các thế hệ cán bộ giáo viên học sinh nhà trường, và cũng là niềm vinh dự và tự hào các bậc cha mẹ học sinh đã không tiếc công sức chăm sóc vun đắp và xây dựng cho nhà trường trong sự nghiệp phát triển giáo dục của Hai Bà Trưng. Thay mặt lãnh đạo quận, tôi nhiệt tình biểu dương và chúc mừng những thành tích của tập thể thầy và trò nhà trường. Những thành tích đáng tự hào đó tô thắm thêm trang vàng của trường trung học cơ sở Ngô Quyền trong 60 năm qua. Bên cạnh đó, tôi cũng ghi nhận những tấm lòng, tấm gương của thầy cô giáo không quản khó khăn, đang ngày đêm hoàn thành cống hiến cho sự nghiệp chồng người. Sự hy sinh đó có thể chưa được cụ thể hóa bằng giấy khen, những bằng khen, những danh hiệu cao quý phải nằm, nhưng những danh hiệu cao quý đó đã được nằm trong trái tim lớp lớp thế hệ sinh và phụ huynh học sinh. Kính thưa các vị đại biểu, tôi toàn thể thầy giáo, cô giáo và các em học sinh, năm học 2022-2023 là năm thứ ba thực hiện tốt bằng đảng cao cấp nghị quyết đào tạo quận Hai Bà Trưng 26, với niềm vinh dự và trọng trách sự nghiệp chồng người tiếp tục phát huy kết quả đạt được của nhà trường trong 60 năm qua. Tôi đề nghị thầy và trò trường trung học cơ sở Ngô Quyền quan tâm tốt một số nội dung sau. Thứ nhất, phát động các phong trào thi đua trong năm học 2022-2023 với mục tiêu nâng cao hiệu quả, chất lượng phong trào thi đua lần thứ tư tốt, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ toàn diện hơn nữa phương pháp dạy và công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo với phương châm kỷ cương nghiêm, chất lượng thẳng, hiệu quả cao. Gắn với thực hiện nghị quyết số 29 ngày 4/11/2003 của Ban Chấp hành Trung Đảng về đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường và xã hội trong nước và quốc tế. Chỉ thị 05 chỉ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và nghị quyết Trung ương 4/13 xây dựng chính quyền đảng. Thứ hai, thường xuyên quan tâm chăm lo và quản sử dụng và quản lý hiệu quả cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học.
trong các nhà trường theo hướng chuẩn hiện đại hóa, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của nhà trường, nhất là trong công tác quản lý, trong công tác giảng dạy, đảm bảo những điều kiện xây dựng môi trường giáo dục an toàn và lành mạnh. Ba, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giữ vững nền nếp kỷ cương trong dạy học, trong học tập, quan tâm đến chất lượng đội ngũ đại trà, phát triển bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi và sinh giỏi, quan tâm giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục pháp luật, trong đó chú trọng giáo dục ý thức chấp hành pháp luật giao thông, giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa của địa phương, thủ đô và đất nước, tiếp tục đánh giá nhân rộng những mô hình lớp, các điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thật tốt học tốt và tổ phong trào thi đua tất cả vì học sinh thân yêu. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các thầy giáo cô giáo, em học sinh, trong không khí tưng bừng của buổi lễ và ngày hội tri ân tôn vinh các thầy giáo cô giáo, một lần nữa thay mặt lãnh đạo quận tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đồng chí lãnh đạo thành phố, lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo Hà Nội, lãnh bộ, lãnh đạo bộ giáo dục và đào tạo Hà Nội đã thường xuyên quan bộ giáo dục và đào tạo đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo đối với công tác giáo dục của quận Hai Bà Trưng nói chung và trường trung học cơ sở Ngô Quyền nói riêng. Cảm ơn các thế thầy giáo cô giáo đã tâm huyết trách nhiệm trong sự nghiệp chồng người. Chúc trường trung học cơ sở Ngô Quyền vững bước đi lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học 2022-2023 và năm tiếp theo, trở thành một điểm sáng của ngành giáo dục quận Hai Bà Trưng và thủ đô Hà Nội. Một lần nữa xin kính chúc các vị đại biểu, thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Và đưa nhà trường ngày càng phát triển theo những gì mà đồng chí bí thư và cũng như các đồng chí lãnh đạo của quận đã từng mong muốn. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn ông, xin trân trọng cảm ơn cô. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thế hệ thầy giáo, cô giáo và các thế hệ học sinh, trường trung học cơ sở Ngô Quyền được xem là một điểm sáng, là một ngôi trường lớn mạnh cả về chất và lượng của ngành giáo dục và đào tạo quận Hai Bà Trưng. Để có được kết quả đó là nhờ sự đóng góp công sức và thành quả của 60 năm lịch sử của thầy và trò nhà trường. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ đi một thời gian để trở về 60 năm trước, để tìm đến những người thầy, người trò đầu tiên của nhà trường, những nhân vật lịch sử đã đặt nền móng xây dựng cho ngôi trường trung học cơ sở Ngô Quyền. Tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu để tham gia buổi tọa đàm ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu có thầy giáo Nguyễn Xuân Phong, thầy hiệu trưởng đầu tiên của trường trung học cơ sở Ngô Quyền. Xin trân trọng kính mời thầy. Xin trân trọng giới thiệu có thầy giáo Phạm Văn Đồng, một trong những nhà giáo đầu tiên của trường trung học cơ sở Ngô Quyền. Xin trân trọng kính mời thầy. Xin được trân trọng giới thiệu và mời lên sân khấu bác Nguyễn Đức Lý, đại diện cho những học sinh đầu tiên của trường trung học cơ sở Ngô Quyền. Xin trân trọng kính mời bác. Kính thưa các đại sứ, thầy hiệu trưởng đầu tiên của trường trung học cơ sở Ngô Quyền, em được biết là 60 năm về trước ở nơi đây là một vùng quê. Trường học ở đây thì có tên rất đơn giản là trường cấp 1, cấp 2 Lạc Bình. Và thầy là người thầy hiệu trưởng đầu tiên từ khi thành lập trường. Vậy thầy có cái gì khi được nhận quyết định của trường ở nhà trường? Và thầy đã có những việc làm gì để xây dựng ngôi trường? Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, con xin chào sức khỏe các vị đại biểu, các thầy cô giáo, toàn thể các em học sinh thân yêu. Hôm nay tôi rất là xúc động và vinh dự được nhà trường mời đến dự lễ kỷ niệm 60 năm lịch sử. Tôi xin thay mặt cho tất cả các giáo viên và học sinh năm học đầu tiên của nhà trường chúc cho buổi lễ kỷ niệm rất là ý nghĩa hôm nay thành công tốt đẹp.
nhận được quyết định của quận về làm hiệu trưởng trường Ngô Quyền trong buổi trường đầu tiên này, thì tôi thấy đấy là một điều rất vinh dự đối với tôi, nhưng thấy được trách nhiệm khi về trường. Tôi và đồng chí phó hiệu trưởng Phạm Huy Toàn dưới sự lãnh đạo của chú Bộ, đội ngũ giáo viên của nhà trường từ các nơi được điều động về, và hơn một nửa học sinh tốt nghiệp các trường sư phạm, tất cả các thầy cô giáo chân ướt chân ráo về trường trong điều kiện một cái nhà trường hoàn toàn mới xây dựng, rất nhiều khó khăn. Anh hùng dân tộc Ngô Quyền là quê ở Sơn Tây, nay là Hà Nội, đã lãnh đạo nhân dân đánh tan quân Nam Hán ở sông Bạch Đằng vào thế kỷ thứ 9, và sau đó lên làm vua đóng đô ở Hoàng Loan. Thì sau khi đưa ra tất cả giáo viên nhân sĩ và được cấp trên chấp thuận, chúng tôi cho kẹo biển, lúc bây giờ là biển là bằng tôn trăng ở trên hai cái trụ cổng. Thì từ đó đến nay là trường mang tên là trường Ngô Quyền. Hôm nay đến cái dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường, chúng tôi rất xúc động và thấy rất vui mừng. Ngôi trường sau 60 năm rất khang trang, sạch đẹp, và có một đội ngũ thầy cô giáo được đào tạo bài bản, hết lòng yêu nghề yêu thầy, và đặc biệt là có cô nhà giáo là Hồ Chí Minh lãnh đạo. Tôi tin tưởng rằng là chúc cho nhà trường Ngô Quyền tiếp tục phát triển và đào tạo được nhiều thế hệ học sinh trở thành những công dân tốt cho đất nước. Chúng tôi xin trân trọng. Chúng em sẽ được chân thành cảm ơn những chia sẻ của các bạn. Các bạn sẽ chọn lựa cho bạn hôm nay, chúng ta được ngồi đây để nghe những chia sẻ của các bạn, người thầy hiệu trưởng đến kia, người đã đặt nền móng để xây dựng trường trung học cơ sở Thanh Quyền có được ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn. Thưa thầy Phạm Văn Hùng, thầy là một trong những thầy giáo đầu tiên của trường trung học cơ sở Ngô Quyền, và xin thầy có thể cho biết là khi làm thầy, thầy là một trong những người đồng sáng lập nhà trường đã có những hoạt động gì để đưa trường trung học cơ sở các vị đại biểu, tất cả các học trò kính mến, tôi xin gửi lời chúc các vị đại biểu có nhiều sức khỏe, chúc các trò học tập tiến bộ. Thưa các vị đại biểu, là một trong những nhà giáo đầu tiên của trường Ngô Quyền, như vừa rồi thầy Phong có nói về vấn đề dạy học, thì cũng xin nói các vị biết là đặc điểm của trường Ngô Quyền thời kỳ đó là 2/3 là thanh niên mới ra trường, còn 1/3 là các anh các chị có nhiều kinh nghiệm. Đây là ý đồ của thầy Phong, bởi vì thầy Phong ngày đó là cán bộ của phòng, cho nên thầy có chọn lập chi thế. Thế thì về đây thực hiện nghị quyết của nhà trường thì chúng tôi chấp hành. Và ngày đó thì tôi làm phó bí thư đoàn, phó bí thư chi đoàn thôi, chưa có đoàn. Thế đoàn chi đoàn tôi quyết định là cái thứ nhất là mình phải học tập các chị, cho nên chúng tôi đề ra là một tuần là phải đi, mỗi đoàn viên phải đi thăm lớp từ 1 đến 2 tiết. Thế riêng về ở Lăng Quỳnh này là được các em học tập thì được các thầy các cô đến nhiều, nhưng mà riêng tôi là còn phải xuống tận là mưa táo ban đêm để mà giúp đỡ các em học tập. Hôm nay đến đây thì có hai học sinh ở mưa táo, mà ngày đó được chúng tôi kèm cặp, hôm nay các anh chị đó là tuổi là 77. Thế đấy, thế chúng tôi cũng xin nói là sơ bộ là do cái hoạt động của chi đoàn chúng tôi, cho nên ngày đó các anh các chị ở trong trường bảo
tắt to ghê thật đấy, là kéo chúng tôi đi sùng sập, đúng là thanh niên có khác. Cho nên chính là nhờ có hoạt động của chi đoàn, cho nên là chúng tôi đã thúc đẩy cái việc giảng dạy cũng như là cải tạo được cái trường Ngô Quyền để cho nó có bộ mặt khang trang mới mẻ hơn. Em xin cảm ơn những chia sẻ của thầy ạ. Bác là một trong những học sinh đầu tiên của trường Trung học cơ sở Ngô Quyền, là các em cùng 6 năm trước. Thì chúng tôi biết là lần đầu tiên của mình của quê là với trường cấp 2 để cho các học sinh vào khối lớp 6. Chúng tôi học sinh cấp 2 khi đó không phải đi học ở xa. Và chúng tôi biết bác là một trong những học sinh đầu tiên của trường Trung học cơ sở Ngô Quyền. Vậy bác có thể chia sẻ cảm xúc của bác cũng như các bạn cùng trong lớp đại biểu, kính thưa các vị khách quý và các thầy các cô giáo cùng các em học sinh thân yêu, hôm nay tôi rất là vinh dự được đại diện cho lớp học sinh đầu tiên đến học trường Ngô Quyền. Thì trường xây dựng trên mảnh đất nông nghiệp của làng Quỳnh Lôi, thế bởi vậy cho nên được sự đồng ý của các thầy vận động, của các học sinh, của nhất là đoàn đội thầy Nùng sẽ là tổng phụ trách huy động cả thiếu niên để đi làm. Thế chúng tôi là một tuần ít nhất là lao động một tuần. Và đến bây giờ là 60 năm, khi quay lại trường chúng tôi quá xúc động, quá tuyệt vời. Các thầy cô giáo được dạy trong môi trường đẹp quá, các em học sinh đẹp quá. Thế một lần nữa thì tôi không dám nói nhiều nữa, thì tôi xin cảm ơn sự quan tâm của các cấp, các ngành, các vị quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các em học sinh. Tôi xin chân thành cảm ơn. Người trò đầu tiên của trường trung học cơ sở Ngô Quyền, để từ đó chúng ta có càng biết trân trọng, biết ơn đối với những công lao của các thế hệ nhà giáo đi trước đã không ngại khó khăn, biết là để xây dựng và cống hiến cho ngôi trường trung học cơ sở Ngô Quyền. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Xin mời các em học sinh sẽ lên trên sân khấu để kính gặp hai các thầy cô giáo. Và xin kính trân trọng kính mời các thầy cô giáo như là cán bộ giáo viên của nhà trường. Xin mời các thầy cô sẽ đứng lên để đón nhận được bó hoa tươi thắm của các em học sinh ở phía dưới sân trường ạ. Xin trân trọng kính mời các thầy cô ạ. Cảm ơn các thầy cô giáo và các em học sinh. Và ngay bây giờ, xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các thế hệ học sinh sẽ đến với không khí sôi nổi, tưng bừng để chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập trường và 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam qua các tiết mục giao lưu của các thế hệ học sinh. Em xin được giới thiệu em là Phạm Hải Sơn, là cựu học sinh từ năm 91. Và hôm nay thì chắc là em xin được sẽ giới thiệu cho tất cả mọi người những cái vấn đề nhất có được không ạ? Anh nhận ra một điều rằng anh đã sai thật nhiều, lời xin lỗi cho cái muôn màng. Chẳng biết em giờ đây ở phương trời xa ấy còn yêu. Và đây là ca khúc Anh Sai Rồi, xin được dành tặng cho tất cả mọi người. Anh Vinh đã lên đất. Em có thể mời tất cả mọi người có thể đón xem ca khúc này đúng không ạ? Hey! Hôm nay xin phép tất cả
các thầy cô, cho tất cả các bạn học sinh cứ để đứng lên đó ạ. Chúng ta sẽ cùng
chào đón sự xuất hiện của kiện tướng mascot Hoàng Thái Huyền với các thành tích vô địch giải trẻ quốc gia năm 2011-2014, huy chương bạc giải trẻ Đông Nam Á 2012, kiện tướng quốc gia trọng tài quốc gia môn Nansport và chị em cũng chính là cựu học sinh của trường trung học cơ sở Ngọc Huyền, Hoàng Thái Huyền và Long Khải. Trước đây được các thầy cô như là cô Ánh này, thầy Chí,
khi mà môi trường này thì còn mới, đến đây được học ở trong trường là giống như là một cái điều là mơ ước của chúng anh. Tại vì khi mà ở những cái nơi rất là khó khăn, thời đấy là khi mà tuổi mà học lớp 2 vẫn còn mặc áo của mẹ đi đi học cơ, cho đến bây giờ em cũng không biết nói gì hơn. Trước tiên là chúc các thầy cô mạnh khỏe và chúc tất cả các em học sinh ở đây sẽ cố gắng tận dụng sức trẻ của mình và làm sao phấn đấu trở thành những người học sinh thật là giỏi, và luôn luôn ghi nhớ một điều rằng các em là những người sẽ đóng góp không chỉ cho xã hội mà cho chính bản thân gia đình mình những điều đẹp nhất. Và em cuối cùng em xin cảm ơn và kính chúc thầy cô đã. Xin chân thành cảm ơn những chia sẻ của cô đồng viên Hoàng Tấn Hải. Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, không chỉ với thế hệ học sinh mà các bậc phụ huynh luôn dành cho thầy cô và mái trường những tình cảm sâu sắc nhất. Sau đây, xin trân trọng giới thiệu bác Nguyễn Dương, chủ tịch câu lạc bộ UNESCO thi đồng luật, đại diện cho các bậc phụ huynh của trường trung học cơ sở Lâm Điền, sẽ lên trên sân khấu để gửi tới các thầy cô bài thơ về mái trường thân yêu. Kính thưa toàn thể, thưa toàn thể hội nghị hôm nay với một cái lễ kỷ niệm đầy ấn tượng và sâu sắc, lời đầu tiên tôi xin gửi tới các vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo làm cán bộ quản lý, các nhân viên nhà trường, học sinh các thế hệ và phụ huynh kính mến. Một lời chào sức khỏe, chúc sự nghiệp chồng người của chúng ta, chúc sự nghiệp giáo dục và đào tạo, chúc buổi lễ thành công rực rỡ. Tôi là một phụ huynh mà có hai cháu học đi, cháu Lê Đức Mạnh học lớp 8A do cô Hoàng làm chủ nhiệm, cháu Lê Đức Hùng lớp 9E lớp chọn do cô Vương Anh làm chủ nhiệm. Vừa rồi cháu đã vào được trường Thăng Long cùng với rất nhiều bạn của trường Hương Điền này. Chính vì các cháu học ở môi trường này mà tôi cảm nhận thấy và tôi cũng đi vào nghiên cứu, đồng thời rất tâm đắc về một môi trường rất đẹp đẽ. Nhìn cháu của mình, nhìn bạn của chúng nó mà tôi nghĩ về một tương lai sáng lạn và vững tin sự nghiệp giáo dục đào tạo của chúng ta. Tôi rất nhiều điều tâm sự muốn nói, nhưng xin gói gọn trong một bài thơ để kính tặng các vị đại biểu. Bài thơ về mái trường thân yêu xin kính tặng tất cả các vị đại biểu, các thế hệ cán bộ quản lý cùng các thầy cô, nhân viên, học sinh các thế hệ và phụ huynh nhà trường. 60 năm một chặng đường, thầy trò tình nghĩa thân thương những ngày, tôn sư trọng đạo bậc thầy, bao trò khôn lớn về đây hội trường, nơi kiến tạo những con đường, nơi ươm hạt giống yêu thương nảy mầm. Thầy cô dốc sức toàn tâm, chăm lo mầm sống vươn tầm xanh tươi, mái trường nhớ những con người, vào đời thành đạt nên người hôm nay. Là cơ trưởng những chuyến bay, giảng viên đại học nước ngoài tỏa hương, là bí thư đoàn trung ương, học sinh xuất sắc khiêm nhường đáng yêu, giỏi cấp thành phố cũng nhiều, thi Olympic đạt nhiều huy chương, chiến sĩ thi đua của trường, thể thao đạt những huy chương xứng tầm, nhà giáo ưu tú tận tâm, là chiến binh giỏi quên thân hàng đầu. Đảng cần đi bất cứ đâu, là thầy nối nghiệp chung câu đồng hành. Sự nghiệp chồng người dạng danh, kỹ sư tiến sĩ bao ngành đáng yêu. Doanh nhân thành đạt cũng nhiều, là công dân tốt mến yêu quê nhà. Thời chống Mỹ sơ tán xa, thầy trò vất vả mặn mà sẻ chia. Niềm vui nỗi nhớ trường xưa, giải bày tâm sự kính thưa kính mời. Trường Ngô Quyền mến yêu ơi, nghĩa nhân còn mãi đời đời chẳng quên.
trải qua sóng gió bao phen, mấy năm Covid gây nên phiền hà. Nhớ khi sửa lớp xây nhà, phải nhờ chỗ học lớp xa lớp gần. Thầy cô trụ lớp tận tâm, nền nếp chất lượng điều cần trước tiên. Khó khăn trồng chất triền miên, thế mà trụ vững thỏa niềm ước mong. Bây giờ trường lớp khang trang, ngôi nhà thể chất đàng hoàng đẹp xinh, kỳ thi chuyển cấp hoàn thành, khá giỏi xuất sắc rạng danh mái trường. Mãi là ân nghĩa yêu thương, mãi còn vững bước con đường tiến xa. Đạt chuẩn trường điểm quốc gia, ngôi trường tươi đẹp mãi là niềm tin. Cùng nhau vun đắp đã nên, nhớ người nhiệt huyết đứng lên can trường. Nhớ người chèo lái kiên cường, thầy cô tận tụy yêu thương học trò. Cán bộ trường rất chăm lo, phụ huynh đoàn kết thầy cô học đường. Vì học sinh mãi yêu thương, trăm yêu ngàn quý tỏ tường đức nhân. Ngô Quyền mãi sáng muôn lần, vượt qua sóng gió khó khăn chẳng nề. Chúc thầy trò vui thỏa thê, hẹn nhiều lần nữa cùng về nơi đây. Để ta nhớ mãi những ngày, để ta mơ ước đong đầy hiển vinh. Ngôi trường ươm tiếp mầm xanh, mai này hoa trái ngọt lành ngát hương. Cho đời tình nghĩa yêu thương, xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đến sân khấu anh Nguyễn Hùng Hiệp, đại diện của học sinh lớp B năm 1984-1987 sẽ lên sân khấu để trao quà tặng cho nhà trường nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập trường. Xin trân trọng giới thiệu. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời nhà giáo Nguyễn Hữu và Nguyễn Thị Tuyết Minh, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường lên làm lớp kính toàn của học sinh. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời nhà giáo Văn Thị Thanh Huyền, phó hiệu trưởng nhà trường sẽ cùng lên đón nhận. Xin trân trọng kính mời. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn đến từ để đón nhận các món quà đến từ các học sinh của nhà trường. Thưa các vị đại biểu, các vị khách quý, kính thưa các thế hệ nhà giáo, các bậc phụ huynh và các thế hệ học sinh, hôm nay thay mặt cho nhà trường, tôi rất cảm động và rất là cảm ơn anh em Nguyễn Hồng Nghiệp cùng với tập thể lớp B niên khóa 1984-1987 dành cho nhà trường một món quà rất là đặc biệt. Tôi không biết nói gì hơn. Thay mặt nhà trường xin trân trọng cảm ơn tập thể lớp nào đã theo những cái thời điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một món quà đặc biệt từ chính những người thầy, người trò và từ chính các thầy cô vẫn hàng ngày đứng trước bàn giảng với những học trò. Các thầy cô không chỉ đem lại tri thức dành cho các em học sinh lòng biết ơn, tình yêu thương con người, các thầy cô còn mang lời ca tiếng hát để hòa chung trong không khí rộn ràng kỷ niệm 60 năm ở trường và 40 năm của nhà giáo Việt Nam. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón sự xuất hiện của các thầy cô giáo và các bạn học sinh trong đội văn nghệ quay lên khúc Ngô Quyền 60 năm một chặng đường vinh quang. Thank you.
niệm 60 năm thành lập trường và 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam của trường Trung học cơ sở Quốc Huyền đến đây là kết thúc. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, các vị khách quý, các thế hệ thầy giáo, các thầy học sinh, các cơ quan báo đài đã đến dự buổi lễ ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, các vị khách quý, các thế hệ thầy giáo, các thế hệ học sinh sẽ ở lại lên sân khấu chụp ảnh lưu niệm cùng nhà trường. Xin trân trọng. Mái trường này nhớ tiếng nói thầy cô chắp cánh ta bay bay vào cuộc sống. Nhớ nhớ mỗi mùa thi qua là một lần ghi dấu trong cuộc đời. Nhớ ghế đá hàng cây là bạn cùng tôi mỗi lần lên trường. Nhớ mãi ngày chia tay còn xa xuyến lòng ai. Nhớ mãi ngày chia tay cùng bạn bè đến những miền xa. Nhớ mãi ngày chia tay nụ cười còn xa xuyến lòng ai. Nhớ mãi ngày chia tay cùng bạn bè đến những miền xa.